Đây là con khủng long ba sừng chơi sơ đó các bạn. Con khủng long khá là to lớn, màu xanh lá cây, ba sừng rất là nhọn luôn kìa không. Đấy, ngầu chưa kìa. Đấy, chú khủng long rất là to luôn ha. Đấy, nó có những cái sọc sọc màu đỏ rất là đẹp nữa này. Đấy, đây là kìa con khủng long chơi sơ đó khủng long. Và đây mình con khủng long ba sừng chơi sơ đó khủng long các bạn. Con khủng long sở hữu những cái sừng khá là nhọn luôn kìa không. To chưa kìa. Của mình đây. Wow, tiếp theo mình có gì đây? Stegosaurus khổng lồ có những cái gai khá là nhỏ đấy các bạn. Đây là con kiếm long Stego nha. Đấy, nó có cái màu dạ quang xanh lá cây rất là đẹp luôn kìa các bạn. À, con khủng long này khổng lồ luôn. Và đây là con Stegosaurus khổng lồ các bạn. Đây các bạn, một con khủng long thì có những cái gai khá là cứng trên người luôn kìa không? Đấy, gai nhọn không luôn nha. Wow, và đây chúng ta có Mosasaurus kìa các bạn. Ồ, chưa kìa, con khủng long khá là ngầu luôn nha. Đấy, miệng nó há được nha. À, xịn chưa? Đấy, nó có một cái nút bấm ở dưới đây để bật lên này các bạn. Đó, gầm gừ kêu rất là to luôn ha, di chuyển nữa kìa. Ok, và đây là Mosasaurus. Và đây là Mosasaurus các bạn, con khủng long sợ ấy, nó to chưa? Đấy, ngầu cực kỳ đấy nhá. Alright. Wow, tiếp theo mình có gì đây? Một con Spino khổng lồ các bạn. Đây là một con Spino sữa ở đây. Đấy, cái lưng nó như cánh bươm mà con này rất là to lớn luôn nha các bạn. Con này bơi dưới nước rất là giỏi luôn nha. Sở hữu một chiếc miệng khá là dài để săn mồi luôn. Thì nó bắt cá dưới nước được nha các bạn. Nếu mà không săn thì khủng long nó sẽ diễn dưới nước nó bắt cá rất là xịn. Ủa, ở đây chúng ta có gì đây? Spino sữa khổng lồ các bạn. Còn khủng long với cái bài lưng nhìn như cánh bươm nó có màu đỏ, màu cam vậy các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Chứ mà các bạn là một con khủng long T-Rex, Tyrannosaurus khổng lồ. Đây là con Tyrannosaurus đây các bạn. Nhìn nó to chưa kìa, bây giờ lại đây là khủng long bạo chúa khổng lồ của mình đây các bạn. Đấy, nhìn khá là xịn luôn. Một cái găng tay khủng long bạo chúa khổng lồ với cái hàm răng làm rất là nét luôn á. Đấy, được làm cực kỳ ngầu luôn kìa. Đấy, nhìn cái mặt nó này ghê chưa. T-Rex đây rồi, một khủng long bạo chúa khổng lồ luôn kìa đó. Đấy, nhìn nó to chưa kìa các bạn. Và đây là một chú Spino khổng lồ. Wow, một cái găng tay khủng long bạo chúa. Ở không, đây là găng tay của Spino các bạn. Có màu vàng vàng nè, thấy không? Đấy, con này nó có màu hồng hồng này. Đó, nhìn nào, ghê chưa? Con này nó hai cái sừng hai bên này. Không biết cái này có tác dụng gì ta. Đấy, nó có hai cái sừng hai bên mắt của nó này, nhìn lạ cực kỳ luôn nha. Wow, ở đây mình có gì đây? Một chú hổ Benga khổng lồ luôn. Wow, hàm răng con hổ nhìn nó bén chưa kìa các bạn. Đó, nó có những cái sọc sọc rất đẹp luôn ha. Đây là một chú hổ khổng lồ Benga của mình này. Wow, to chưa? Oh, và đây là một chú hổ khổng lồ lại lao vào cắn nhau với cả những con T-Rex ném bay ra luôn rồi các bạn. Wow, hất cái bay cũng tiêu luôn rồi. Oh, có cả một cái con cua khổng lồ nữa nha. Con này kèm có vẻ khá là đầu nha. Đây, chú cua siêu to lớn mà đây các bạn. Con này có 8 chân nữa này, nhìn hay chưa kìa. Oh, làm rất là nét luôn kìa đó. Ở dưới có miếng mai rồi này nọ là rất là hay luôn nha. Oh, wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Dimetrodon. Đây là con thằng
khổng lồ đấy các bạn. Con này sống ở kỳ rê ta rất là to lớn này. Đây lưng này, cánh buồm này, đây khủng long đi một chiêu đo này các bạn. Đấy, nó sống trước cái thân thể khủng long luôn. Răng nó này, con này có răng rất là bén này. Wow, đây là găng tay của Tibet này các bạn. Đấy, có hai găng tay Tibet này, con găng tay này khá là cứng luôn, găng tay này làm rất là mềm này. Đấy, cầm rất là khá tay luôn. Chú khủng long bảo chúa đang cố gắng chạy lại gần con khủng long Brachio các bạn. Đấy, có vẻ này sang con Brachio quá kìa. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Therizinosaurus với bộ móng vuốt khá là bén và cái miệng nó há rất to này. Đây là con Therizino của mình đây các bạn. Đó, móng vuốt của nó này không? Nhìn ghê chưa? Rồi, các bạn có cái tay này. Đấy, cái tay các bạn khớp được luôn. Wow, miệng mở được luôn đấy các bạn. Một cái mô hình khủng long nhìn khá là ngầu nha. Đây thì nó lao vào đánh nhau với con Godzilla khổng lồ. Wow, đèn phùng những cái tia laser. Oh, phùng rất là đầu luôn kìa. Ok, và ở đây chúng ta có gì đây? Wow, găng tay Dilophosaurus. Đây là cái đầu khủng long Dilophosaurus đấy các bạn. Con khủng long có hai cái mang hai bên đấy các bạn. Nhìn thấy con tắc kè nó chạy dưới nước á. Đấy, chạy lên mặt nước nha. Đây là con Dilophosaurus các bạn, nhìn rất là xịn luôn. Sau đó khổng lồ có thể phình được hai cái mang của nó ra rất là đẹp nha. Đó, nhìn nó ngầu chưa kìa. Ở đây mình có gì đây? Wow, một cái súng khổng lồ đấy các bạn, cái súng săn khủng long nha. Wow, nó cài đầy đạn rồi các bạn. Các bạn thấy con này khá là ngầu nha. Đây là cái súng khủng long bên này. Lên đạn này, bắn rồi. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow, nguyên một con các bạn, con rồng sa mạc các bạn. Đấy, con này nó có thể ẩn mình rất là hay, khi mà nhìn nó vậy nó sẽ có màu vàng đỏ qua đây nó màu xanh thấy chưa. Đấy, cái kỹ năng ẩn mình rất là sự lưu vàng. Đây là con rồng sa mạc khổng lồ của mình. Wow, tiếp theo là một con găng tay khủng long bảo chúa màu đỏ các bạn. Wow, nhìn ngầu chưa kìa. Ở đây mình kể ý là cái hệt con này luôn ha, hai con khủng long bảo chúa nhìn y hệt nhau luôn. Đấy, con này có màu đỏ nha các bạn, con mắt màu vàng nhìn rất là hung dữ luôn ha. Đấy, nhìn kìa chưa? Đây là T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ của mình đây các bạn. Đấy, một chú khủng long bảo chúa khổng lồ luôn. Ok, Mosasaurus thương long của thời tiền sử. Wow, đây là con thằn lằn biển khổng lồ của mình đây các bạn. Đây là con Mosasaurus nha, nhìn nó to lắm luôn này các bạn. Gai nó chảy dọc khắp người luôn các bạn, nhìn rất là xịn luôn. Wow, răng của nó này rất là bén đấy kìa. Đấy, thằn lằn biển Mosasaurus khổng lồ của mình đây. Thằng lằn biển Mosasaurus bơi rất là nhanh luôn kìa đó. Và đây chúng ta có con thằn lằn biển khổng lồ luôn nha. Đấy, đang bơi trong cái vùng biển rất là to lớn kìa. Wow, tiếp theo mình có là T-Rex Tyrannosaurus các bạn, con khủng long bảo chúa các bạn. Răng rất là bén, ngầu như là miệng há rất là to đó này. Đấy, cái này có bắp chân của nó này không, làm cái cơ đồ này nó rất là chi tiết luôn. Wow, đây khủng long bảo chúa đây. Đấy, nó có một cái màu đỏ khá là đẹp nha. Đây là con T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ này các bạn, nhìn nó bự chưa kìa. Răng rồi này nó làm rất là nét luôn mà chi tiết luôn nha. Wow, nhìn nó ngầu quá nha. Tiếp theo này có con Tyrannosaurus khổng lồ này các bạn, khủng long sở hữu rất là nhiều gai luôn các bạn. Đấy, nhìn cái phần gai của nó như gai nhím nha, được bao bọc với gai luôn nha. Con này có đuôi là đại kỳ nha các bạn, cái đuôi này rất là cứng luôn, nó sẽ quật vào đối thủ nó để đe dọa đánh nó. Ankylosaurus đây rồi các bạn, con khủng long sở hữu khá là nhiều gai trên người luôn các bạn. Đó, một chú Ankylosaurus khổng lồ luôn. Đâu? Găng tay T-Rex màu cam khổng lồ. Đây là cái găng tay khủng long bảo chúa màu cam các bạn. Nhìn nó ngầu chưa kìa. Đây là găng tay của T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ của mình đây các bạn, răng rất là bén luôn nha. Đuôi hình như nó bị mé một bên nào. Tiếp theo chúng ta gì đây? Wow, chú T-Rex to thế nhờ. Đấy, để mình cài vào cái nút bấm này. Còn phải bấm không được. Đấy, ở đây có một cái nút ẩn ở dưới đây nè các bạn. Wow, và bấm mà nó gầm gừ được kìa, rất là xịn luôn nhờ. Đấy. Ở đây chúng ta có gì đây? T-Rex, T-Rosaurus các bạn, còn khủng long bảo chúa khá là to lớn luôn vậy không? Đó, giờ nó đang đi trong một cái khu rừng khổng lồ luôn. Bấm gừ, gầm gừ rất là ngầu luôn. Avatosaurus, một loài khủng long thuộc họ khủng long cổ dài với các bạn. Đây là con Avatosaurus của mình đây. Đấy, nó có một cái màu hồng khá là đẹp luôn kìa, cái lưng của nó này các bạn. Đấy, làm rất là chi tiết luôn, cái phần đầu của nó như một con rắn khổng lồ nha. Đấy,
Sai chứ. Arbatosaurus này bạn khủng long khá là to nha. Đây khủng long khủng dài Arbatosaurus. Đây chưa kìa. Ok. Và đây gì đây? Dilophosaurus, đây là khủng long Dilophosaurus các bạn. Đấy, chứ khủng long nó có một màu xanh khá là đẹp nha các bạn. Đây là khủng long Dilophosaurus nha. Có đây phần hai cái màng nó ra để đe dọa khủng long này. Đấy, con này nó sẽ đe dọa những khủng long nhỏ hơn nó nha các bạn. Những con to thì nó phùng màng nó làm bất ngờ rồi nó bỏ chạy thôi. Wow, và đây chúng ta có Dilophosaurus các bạn. Cái này là cỏ nha, vô lý nha. Ăn thịt ta. Chúng ta có một cặp khủng long đi cùng nhau. Và đây là con rồng Massacasaurus các bạn. Nhìn nhau chưa kìa, thấy chưa? Đấy, răng của nó này rất là bén luôn nha. Há miệng to chưa kìa. Đấy, con khủng long này khá là ngầu nữa nhé. Mở cái này được luôn này, thấy chưa mà. Xịn chưa. Nhìn chú Massacasaurus đang đi trong cái đầm lầy khổng lồ kìa. Wow, đây là con T-Rex này các bạn. Đây, ok, quả bên đó. Và tiếp theo mình có con khủng long. À, không, đây là con cá sấu thời tiền sử. Đây nó siêu chết, siêu to lớn này các bạn. Với cái răng rất là bén luôn nha. Đấy, đây là con rất là siêu to rồi các bạn. Răng của nó này không à, một con cá sấu thời tiền sử siêu ngầu luôn. Còn này có cái con gai lực trên lưng và nó là rất là ngầu luôn, thấy không? Xịn quá nha. Wow, Brachio, đây là khủng long cổ dài Brachiosaurus các bạn. Một chú khủng long cổ dài khá là to lớn của mình, các bạn nhìn nó đẹp quá nha. Đấy, chú khủng long Brachiosaurus. Con này nó có cái phần bụng mình màu bạc bạc này các bạn, người nó có màu đỏ. Wow, nhìn con khủng long nó to chưa kìa, thấy không? Bự hơn cái này nhà này sau luôn các bạn. Con này là khủng long cổ dài khổng lồ luôn. Bự quá chứ, to luôn, bự luôn. Nó khá là bắt mắt đấy chứ. Thằng lằn bay. Đây là thằng lằn bay Bitteroron, thằng lằn sâm khổng lồ với sải cánh lên tới 4m luôn các bạn. Con này bay rất là nhanh đấy nha. Thằng lằn bay Bitteroron đang bị nhốt trong một cái lồng nha. Sải cánh con này rất là dài và to luôn. Wow, đã chưa. Khủng long Boston chơi setup. Wow, và con này nó há miệng rất là rộng luôn này. Đấy, mình dở đây các bạn. Đây là khủng long Boston chơi setup của mình rất là to lớn luôn nha. Và đây khủng long bá sừng cho xe tóc của này các bạn. Đấy, nhìn nó bự chưa kìa. Sừng rất là nhọn của nó này. Tiếp theo mình có bá chi sẽ follow sừng rất khổng lồ của này. Nó có cái đầu khá là cứng luôn kìa các bạn. Đấy, đây là khủng long bá chi của mình đây các bạn. To chưa kìa. Có cả một con bá chi sẽ follow sừng rất. Thì khủng long với cái đầu khá là cứng luôn kìa các bạn. Đấy, cái đầu của nó này không bị lớp giáp ấy. Và đây là Brachiosaurus. Wow, một con khủng long này nó to thế nhờ. Đây là khủng long Brachiosaurus khổng lồ của mình đây các bạn. Đấy, nó có cái màu xanh dạ quang rất là đẹp. Wow, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Con này là khủng long cổ dài nặng từ 40 mấy tấn luôn ấy. Con này chắc nặng lắm nha. Và đây chúng ta khủng long ba sừng chơi Ceratops. Đây rồi các bạn, một con tam giác long khổng lồ luôn. Wow, các bạn thấy nó màu xanh lá cây chưa? Khá là bắt mắt luôn nha. Đây, cái phần đầu nó có tấm khiên hình tròn nhìn rất là. Hey, khủng long ba sừng các bạn, đây là con chơi Ceratops khổng lồ đấy không? Đó, nhìn nó to chưa kìa. Đẹp luôn này. Ở đây chúng ta có gì đây? Barasaurus chimogen. Đây, chúng ta còn con khủng long bara màu cam nha các bạn. Nhìn nó khá là thân thiện luôn chứ các bạn. Đây là khủng long khá là to lớn nhưng mà nó cũng rất là thân thiện luôn. Nó không có đe dọa gì nhiều đến những người đâu. Khủng long Barasaurus chạy rất là nhanh luôn. Chúng ta còn con khủng long chimogen chạy rất là lẹ luôn kìa các bạn. Ok, wow, wow, cha cha, Massacasaurus đây các bạn. Đây là khủng long sở hữu rất là nhiều gai trên người luôn. Cái gai lưng của nó màu đỏ này không, người nó có màu cam rất là đẹp nha. Đấy, miệng nó há to chưa kìa. Đẹp. Và đây là Massacasaurus đi các bạn. Đấy, chú khủng long Massacasaurus nhìn ngầu quá chứ ngầu luôn kìa không. Ok, và tiếp theo mình có gì đây các bạn? Đây là con T-Rex của khủng long bạo chúa màu xanh lá cây. Wow, ở đây là găng tay khủng long bạo chúa T-Rex. Wow. Như các bạn thấy con găng tay nó to thế. Wow, găng tay to lắm các bạn. Đấy, găng tay rất là rộng luôn, bự chưa kìa, há miệng rất là bự thôi. Wow, con khủng long bạo chúa nó chạy nhanh chưa kìa đó. Đấy. Wow, con này nó to gần bằng cả một con Brachio luôn kìa đó. Barasaurus đây rồi, đây rồi. Đây là khủng long chim màu gần Barasaurus nha các bạn. Thấy chú bà ra của mình chưa? Đây là con khủng long khá là thân thiện luôn đây các bạn. Mấy cái nằm miệng nữa nè. Cái miệng nữa nha. Cái miệng nó sao ba ngăn ấy nha. Nhìn lạ nha. Wow,
So, quá thì các bạn, một lòng chim màu gần đây nha, phải đây ăn cỏ kìa. Con bé quá mập rồi các bạn, con khủng long nó mập quá rồi. Oh, khủng long cổ siêu dài Mamenchimosaurus, một trong ba loài khủng long cổ dài to lớn nhất thời hiện sở. Con này nó nặng lên đến 90 đến 110 tấn luôn các bạn, có thể tưởng tượng là con nào nó nặng cỡ này thì ui rồi nó bự cỡ nào nha. À, cái cổ khá là dài, cái hàm răng nữa này. Wow, nhìn nó to chưa kìa, Mamenchimosaurus khổng lồ. Hey, bự cực kỳ vậy. Đấy, xịn chưa? Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Khủng long bá sừng trái Ceratops nha các bạn. Đây là con tam giác long khổng lồ đấy các bạn. Đấy, sừng khá là nhọn, một màu dạ quang nữa chứ. Xanh dạ quang khá là đẹp thế nào. Ông sừng nhọn chưa kìa. Đây, khủng long bá sừng đang đi. Ui, nó tách đàn của nó ra đi đi kìa các bạn. Đấy, nó không đi chung với cái đàn của nó nha. Oh, tiếp theo mình có Parasaurolophus nha các bạn. Con khủng long với cái phần chi màu gần, với cái lưng màu xanh lá cây và cái người nó có màu bạc bạc xanh tím tím như này các bạn. Đẹp chưa kìa. Oh, wow, Apatosaurus đấy rồi. Ở đây mình có cả một chú Apatosaurus luôn. Wow, con này có cái lưng màu bạc và cái người nó màu trắng này các bạn. Nhìn đẹp quá nè. Đấy, đây là khủng long Apatosaurus khổng lồ của mình đây. Chú Apatosaurus các bạn, đây là khủng long cổ dài nhưng mà nó nhỏ hơn rất là nhiều so với con Brachio khổng lồ luôn. Ở đây chúng ta có cả một con Brachio đấy các bạn, con khủng long thuộc họ khủng long cổ với hệ Brachiosaurus. Tại các bạn ngầu chưa kìa. Đấy, chú khủng long Brachiosaurus của mình có thể nặng được 90 đến 100 tấn. Ủa hình lộn, con này 30 đến 90 tấn thôi. Tổng trọng lượng cơ thể của nó các bạn. Wow, chúng ta còn gặp khủng long cổ dài đang đi ra ngoài kìa các bạn. Đấy, nó to quá nha. Spinosaurus. Wow, và đây là khủng long Spino đấy các bạn. Nhìn to chưa kìa, vảy lưng của nó này các bạn, nhìn như cánh bướm và những cái gai khá là nhọn nhô lên các bạn. Và đặc biệt là con này là có thể bơi được dưới nước các bạn. Các bạn tưởng tượng khủng long mà nó đã săn bờ, săn trên bờ và nó còn chui dưới nước được thôi là nó đã tuyệt chủng rồi đó. Nó còn sống không biết mình hết dám bơi luôn các bạn, hết dám đi bơi luôn, sợ luôn. Đấy, miệng của nó dài lắm này, không? Miệng của nó rất là dài luôn, nó bắt cá rất là giỏi. Chú Spinosaurus mua về các bạn, phải vảy lưng nhìn như cánh bướm nó đi rất là nhanh nha. Hỏi đi nha. Hey cha, Stegosaurus đây rồi. Wow, cái lưng màu xanh lá cây, màu dạ quang nữa chứ. Đây là con Stegosaurus khổng lồ của mình đây các bạn. Đấy, bốn cái gai đuôi cho nó khá là nhọn luôn nha. Đây là của khủng long Stegosaurus. Đây có gì đây các bạn? Stegosaurus khổng lồ với những cái gai khổng lồ trên lưng các bạn. Này là con khủng long Stegosaurus của mình. Nó bự quá trời. Đối của mình đây. Oh, wow, một con T-Rex Tyrannosaurus màu dạ quang khổng lồ à. Đây là con khủng long Tyrannosaurus siêu to lớn của mình đây các bạn. Lưng của nó có màu xanh dương, nhìn rất là bắt mắt luôn nha. Cái này là màu xanh da trời thì phải. Đấy, đây là con T-Rex khổng lồ của mình đây. Oh, một chú Bara dạ quang. Wow, ở đây mình có rất là nhiều chú khủng long Brachiosaurus luôn các bạn. Đây, con này nó đẹp hơn rất là nhiều nha. Đây là con Brachiosaurus của mình đây. Đây, các bạn thấy cái độ nét của nó thấy không? Nhìn rất là bắt mắt luôn. Đây là con Bara. Và đây là Brachiosaurus các bạn, khủng long chim màu gần nha. Nhìn đẹp chưa kìa. Là khổng lồ luôn. Tiếp theo con Bentaceratops các bạn, con khủng long sở hữu với cái sừng khá là nhọn luôn nha. Cái đầu nó bộ tấm khiên khá là cứng luôn. Đó, lưng thì màu đen đen đỏ đỏ này các bạn, nhìn rất là bắt mắt luôn. Bentaceratops khổng lồ. Oh, wow, và đây là gì đây? Ankylosaurus à, đây còn khủng long với những cái gai khổng lồ trên lưng. Đây là khủng long Ankylo của mình đây các bạn. Đấy, nhìn nó to chưa kìa, cái phần bụng của nó đây các bạn. Đấy, nó có màu hồng hồng tím tím như này, rất là lạ luôn nha. Wow, Ankylosaurus khổng lồ. Wow, con khủng long sở hữu những cái gai trên lưng khá là ngầu luôn nha. Bự quá trời bự. Oh, wow, Amagasaurus kìa. Đây là con khủng long sở hữu rất là nhiều những cái gai trên lưng luôn nha các bạn. Đấy, con này có cái gân gai trên cổ nữa này không? Đây là con Amaga khổng lồ của mình đây, nhìn thì khá là mắt đấy chứ nhỉ. Ok, và đây các bạn thấy cái khủng long này lạ không? Nhìn cái con mắt của nó giống bị bầm lên mấy người bạn, đều có Apatosaurus đó, nhưng mà con mắt của nó nhìn nó bầm bầm nó hàng hại ra các bạn thấy giống nhỉ. Thấy hợp luôn, giống như con bị bầm. Chúng ta có một con Apatosaurus khổng lồ đang đi ra ngoài. Wow, đằng sau này một quả nữa kìa. Đen nha. Oh, tiếp theo mình có con Stegosaurus với những chiếc gai khổng lồ màu xanh lá cây và cái người của nó màu xanh dương nha các bạn. Đây là khủng long Stegosaurus đây các bạn, hay còn gọi là kiếm lông mà cũng lông ngói các bạn. Đây, cái phần lưng của nó có những cái ngói nha các bạn. Đây, cái phần gai nó nhìn như cái gói nhà các bạn, nhìn thì kỹ y hợp luôn. Và đây là khủng long Stegosaurus khổng lồ ở đây. Đấy, nó to chưa vậy đó.
Velociraptor, con khủng long 100 các bạn, răng phải nói là rất là bé và cánh tay của nó đang nhìn hay chưa kìa. Lại là Velociraptor của mình đây không? Không muốn nghĩ cái Velociraptor đang chạy rất là nhanh, anh cố đánh dí vào cùng và ra sau rồi các bạn. Mình rất là ngầu luôn nha. Ok, và cuối cùng chúng ta có một con động vật khá là quen thuộc với các bạn, một chú ngựa nha. Đây là con động vật gọi là chạy rất là nhanh luôn. Đấy, chúng ta đã thuần hóa được cái thằng khí cửa những thời kỳ phong kiến hồi xưa các bạn, những thời kỳ hồi xưa người ta xin làm khí cửa nha. Ok, có lẽ mình đã khám phá được khá là nhiều các bạn rồi, thấy nhiều cũng lâu rồi nha. Đấy, ok, nếu mà thích video đừng quên đây là like, subscribe giúp mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn, bye bye.